Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà khóa hay là mở khóa cho một cái dàn này hoặc một cái tổ máy để có thể điều chỉnh ở trên này hoặc ngắt nó đi, không cho điều chỉnh cái chế độ trên này nữa. Chào các bạn nhé. Trên cái bộ điều khiển VRV của cái dòng máy Toshiba ấy, nó có cái mã là RBC này, AMT32E. Thì cái bộ điều khiển này ấy, thì các bạn để ý là nó có các cái nó có cái hình vuông vuông ở đây và nó có cái chữ Y ở đây này. Thì nó là cái biểu tượng mà nó đang kết nối với cái bộ điều khiển trung tâm các bạn nhé. Và đây là cái chế độ hoạt động của nó. Thì cái bộ điều khiển này thì hiện tại các bạn đang nhấn vào mode nhé. Các bạn nhấn vào mode này, tức là cái chế độ chạy đấy. Thì cái này các bạn thấy là nó sẽ không tác động gì cả. Và nó nháy cái ở dưới này thì nó báo cho các bạn biết là cái bộ điều khiển này nó đang bị khóa bởi cái bộ điều khiển trung tâm. Mặc dù các bạn bật tắt này, nó vẫn được, cài đặt nhiệt độ vẫn được này. Đấy, đấy, vẫn được các bạn nhé. Bật tắt vẫn được này, chế độ quạt vẫn được nhá. Nhưng mà riêng cái chế độ đấy thì các bạn nhấn vào đây nó không tác động. Vì bình thường nếu như các bạn nhấn vào đây thì cái mode này nó sẽ chạy sang các cái chế độ như là tách ẩm này, rồi nóng, rồi chế độ quạt không đó. Thì tại sao nó lại bị như vậy và cái cách mà chúng ta sẽ làm cho nó có thể điều khiển được toàn bộ như thế nào? Đấy, thì đầu tiên nhé, mình phải nói là ở trên cái bộ này thì nếu như nó điều khiển, nó kết nối như này, nếu như nó được kết nối như này thì các bạn sẽ không thể điều chỉnh được ở trên này. Và chúng ta phải xử lý nó tại cái bộ điều khiển trung tâm. Đấy, thì hiện tại ở đây mình đang sử dụng cái bộ là điều khiển trung tâm là BMS HTLE đấy. Thì tí mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta sẽ làm thế nào để khóa một cái chế độ. Ví dụ khóa chế độ không cho bật tắt trên này. Bởi vì sao chúng ta lại cần phải khóa lại cái chế độ này? Bởi vì là đối với một số cái dòng máy của Toshiba này này, thì nội tại của cái bộ điều khiển này với cả các cái mặt lạnh này này thì nó buộc phải hoạt động cùng một chế độ. Có nghĩa là nếu như cái mặt lạnh này mà các bạn để chế độ nóng, mặt lạnh này đúng không? Các bạn để chế độ lạnh thì nó sẽ báo lỗi ngay và nó không hoạt động được. Chính vì thế mà khi mà có cái bộ điều khiển trung tâm như này, các bạn khóa cái chế độ lại thì người ta sẽ không chuyển được chế độ. Mà khi mà chuyển thì các bạn phải chuyển toàn bộ cái tổ này, toàn bộ các cái máy ở đây về nóng hết hoặc sang lạnh hết thì nó mới hoạt động bình thường được. Vì vậy là chúng ta lên khóa cái mốt này lại. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà khóa hay là mở khóa cho một cái dàn này hoặc một cái tổ máy để có thể điều chỉnh ở trên này hoặc ngắt nó đi, không cho điều chỉnh cái chế độ trên này nữa. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đấy, và để các bạn ngắt được các cái chế độ của các cái máy ở trên phòng trên kia, các cái tổ máy hay là các cái máy riêng lẻ trên kia, thì thông qua cái bộ điều khiển như thế này. Thì cái bộ điều khiển này nó có cái model là BMS SM1280HTLE đó. Thì khi mà các cái máy ở trên phòng đó mà các bạn chọn cái chế độ sai ấy, tức là một phòng mà các bạn để nóng, một phòng các bạn để lạnh, thì như vậy nó sẽ gây ra cái lỗi ở trên cái tổ máy đó. Và để ngắt cái chế độ đó đi, nhưng mà không cho người ta chỉnh cái mốt cái chế độ đó, thì các bạn sẽ sử dụng cái bộ điều khiển này nhá. Thì trên cái bộ điều khiển này thì các bạn chú ý cho mình cái ô này, ô nó có tên là Central này đó. Thì hiện tại nó đang để số 4, thì các bạn cũng để cái số 4 như này bằng cách là các bạn chọn cái tổ máy trên đấy nhá. Trước tiên là các bạn phải chọn cái tổ máy hoặc chọn cái máy mà các bạn muốn ngắt bỏ cái chế độ đó đi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái tổ máy, thì nó sẽ là các cái zone đấy, tức là cái khu hay là phân vùng nó ra thành các cái tổ máy. Thì các bạn nhấn vào cái
nút này để nút là an này, zone group này, thì nó chuyển sang cái nút zone. Thì ở đây là ví dụ là cái zone 5 đúng không ạ? Thì ở cái zone 5 này đó, thì các bạn chú ý là những cái máy ở trên này nó thuộc cái zone 5, thì các bạn nhấn cái nút center này đấy, đến khi nào mà nó ra được cái số 4 này đấy, nhấn đến khi nó ra được cái số 4 này thì đồng nghĩa với việc là đang ngắt cái chế độ hoạt động, tức là cái mode này này ở trên phòng, là các bạn không chỉnh được cái mode này. Các bạn vẫn thao tác bật này, bật nhá, tắt rồi cài đặt nhiệt độ ở trên phòng bình thường, nhưng riêng cái chế độ hoạt động thì nó sẽ bị ngắt. Đấy, thì trên đó người ta sẽ không chỉnh được nóng hoặc không chỉnh được lạnh, thì các bạn sẽ chỉnh ở dưới này bằng cái chế độ mode này để đặt chung vào toàn bộ cái zone này là đang là zone 5. Đó, thì đấy là việc ngắt chế độ nhé. Thế còn các bạn muốn là trên đó không ngắt chế độ gì cả, không khóa một cái gì, tức là toàn bộ các chức năng ở trên đó được mở hết, và ở trên đó nó hoạt động giống như ở dưới này, tức là bật tắt rồi cài đặt chế độ được, cài đặt nhiệt độ được, thì các bạn sẽ chọn cái center này nhé, central này, central này các bạn nhấn vào đây, và đến khi mà nó mất hết các cái dòng chữ central đây, tức là nó xóa trắng ở đây nhé, thì đồng nghĩa việc là ở trên kia các bạn có thể bật từng phòng nóng lạnh như nào đó tùy thích. Tuy nhiên ấy, thì cái dở của cái mà không khóa chế độ này ấy, thì một số dòng máy là ở cùng một cái tổ máy mà chúng ta lại bật hai cái dàn lạnh ở hai chế độ khác nhau. Ví dụ như chế độ nóng một phòng và các phòng còn lại là lạnh thì nó sẽ báo lỗi, các bạn nhé, nó không chạy được. Đó, thì các bạn phải khóa cái chế độ lại bằng cái central này. Thì các bạn cứ để ý cho mình là dưới này nó có một cái ô ở trên này nhé, ô nhỏ nhỏ đây này. Đấy, các bạn nhấn central này, nó ra số 4 nhé. Thì đồng nghĩa việc là ở trên đó các bạn thao tác thoải mái, và dưới này các bạn cũng thao tác được nhé. Nhưng dưới này thì các bạn bật được cả mode, tức là các bạn chỉnh mode này. Đấy, ví dụ như đây là đang là đấy, mode thì các bạn chỉnh này, chỉnh thoải mái nhé. Đấy, đó, thì chỉnh được nhá. Đó, và cái mode đó nó bị khóa ở trên kia, tức là ở các cái bộ điều khiển treo tường ấy, thì các bạn nhấn mode này là không nhấn được, nhấn được nhưng mà nó không có tác dụng đó, và chỉ thao tác được bật tắt, cài đặt nhiệt độ, chế độ quạt đó, thông gió. Đấy, thì đây là một cái chức năng mà mình thấy là các bạn cũng nên biết và nên sử dụng nó để khóa nếu như các cái máy của mình nó không thể hoạt động được hai chiều trong một tổ máy, tức là có thể hai chiều nhưng mà ở hai tổ máy khác nhau thì không vấn đề gì các bạn nhé. Như này các bạn có thể đặt zone, một zone chạy nóng, zone chạy lạnh được, nhưng hai cái máy cùng một zone, tức cùng một cái tổ máy, cùng một cái dàn nóng ấy, thì các bạn sẽ không thể đặt được một nóng một lạnh ở một số cái dòng máy các bạn nhé. Vì có những cái dòng thì theo mình biết là nó có thể chạy được ở chế độ là mỗi mặt là nó sẽ chạy một chế độ được, nhưng mà với một số cái dòng máy là không được, thì chúng ta lên khóa cái này lại. Đó, thì các bạn chuyển cái central này nhé, các bạn nhớ là central về cái số 4 này, và phải chọn đúng các cái zone mà muốn khóa hoặc các cái máy muốn khóa, chứ không là các bạn có thể nếu các bạn chọn cả cái line như thế này đấy, ví dụ như là chọn cả cái line, tức là chọn cái online đấy, thì nó sẽ khóa, mà các bạn nhấn vào đây này thì nó sẽ tác động lên toàn bộ các cái máy ở đây đấy, thì nhiều khi chúng ta lại không muốn như vậy, thì các bạn phải chú ý là chọn cho đúng cái các cái chế độ như này, bằng cách là nhấn vào line trước này đó, nhấn vào cái line này để chọn cái vùng, và sau đó chọn đến các cái nhỏ hơn như là zone này, zone thì nó bao gồm nhiều zone đó, và nhỏ hơn nữa là đến các cái group đấy, group 1 cho đến bao nhiêu đó, thì các bạn chú ý nhá. Đấy, chọn zone và nhấn vào central, khi nào lên số 4 thì là khóa chế độ, còn nó xóa trắng đi thì nó sẽ là không khóa cái gì cả, cho phép là hoạt động song song như ở dưới này. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.